Chào anh. Chào em. Em đang muốn tìm một bộ phim để đi xem cuối tuần này. Phim đó nó phải thể hiện được sự mạnh mẽ của người phụ nữ. Phụ nữ phải được nắm quyền. Phim kiểu đó nhiều lắm. Phim đó còn phải thể hiện tình yêu không biên giới. Bất kỳ ai, bất kỳ giới tính nào cũng cần được yêu. Anh biết một vài phim đấy. Phim đó còn phải thể hiện được cả sự đoàn kết của các dân tộc khác nhau trên thế giới. Người da màu phải được lãnh đạo. Người châu Á phải chiếm nhiều thời lượng. Làm yêu cầu thế, phim kiểu đó thì lấy heo đâu. The Marvels, bộ phim mới nhất cũng như là cuối cùng trong năm nay của vũ trụ điện ảnh Marvel. Tôi đã trở thành số ít những người ra rạp xem phim, và bạn biết đấy. Ôi, tôi không thể nói là cực phê được. Có những tiếng cười, có những khoảnh khắc oh wow. Nhưng tổng kết lại thì khoảnh khắc thôi là chưa đủ. Phim này có rất nhiều điều bất ổn. Nó bất ổn đến cái mức mà những tình huống hài hước của phim, sự đáng yêu của những chú mèo hay sự dễ thương của Kamala Khan không thể nào mà che lấp đi được. Một câu chuyện quá trẻ con với một cách xử lý trẻ con không kém. Mọi thứ được vẽ ra cực kỳ hoành tráng, nhưng cách xử lý thì như chưa lên lớp 1. Thì ít nhất là phim cũng làm được một vài thứ, chẳng hạn như là cảnh hành động có sự sáng tạo hơn. Không chỉ là kiểu xôi thịt lao vào bôm bốp, Brie Larson đã cố gắng để không trở thành một đội trưởng hóa thạch. Kamala Khan và Monica Rambeau đã làm hết sức mình và gây ấn tượng tốt. Mối liên hệ giữa cả ba người cũng làm khán giả thích thú. Nhưng diễn biến của phim, phản diện, cách phim tháo cái nút to tướng mà nó đã thắt quá chặt từ đầu, và đặc biệt là các cuộc đối thoại, nói trên phương diện của một người dễ tính thì nó là... Đó chính xác là những gì mà The Marvel đang gặp phải. Và đó mới chỉ là vấn đề liên quan đến chất lượng của bộ phim. Những thứ bất ổn của The Marvel còn đến ngay từ lúc phim được sản xuất. Về cả diễn viên, đạo diễn lẫn đội ngũ ekip của MCU, mọi thứ vô tình tập hợp lại biến The Marvel thành một tác phẩm chất lượng kém về cả mặt chất lượng lẫn doanh thu. Vậy điều gì đã xảy ra? Tôi sẽ nói trong phần sau của video. Nội dung của The Marvels tiếp nối ngay sau đoạn kết của Miss Marvel. Kamala Khan bằng một cách nào đó đã đổi vị trí được với Captain Marvel Carol Danvers. Sau đó là hành trình lập nhóm của ba người chống lại một nữ ác nhân mới nổi lên là Darben, và biến Nick Fury thành nghệ sĩ hài nhân dân trong quá trình đó. Vì nội dung không có gì mấy nên The Marvel là một bộ phim có thời lượng ngắn nhất vũ trụ điện ảnh Marvel. Chỉ vòn vẹn 1 tiếng 45 phút. Trả lời phỏng vấn với báo chí, đạo diễn của The Marvel, Nia DaCosta cho rằng phim sẽ chẳng cần phải dài nếu như nó không cần thiết. Và đúng là phim của cô không cần thời lượng dài thật, vì nó cũng không có gì cần thiết lắm. Khách quan mà nói thì thương hiệu Captain Marvel có vẻ khá xui. Phần 1 vốn đã không được đánh giá cao, thậm chí là nhiều người độc miệng còn nói là phim ăn theo Endgame chứ thực ra là rất tệ. Tiếp thêm nữa là thiện cảm của khán giả đối với MCU đang ngày càng giảm sút, vì phải xem quá nhiều những tác phẩm chất lượng kém như là Thor 4, Doctor Strange 2. Xong đến một sản phẩm tiềm năng như Secret Invasion thì cũng đầu voi đuôi chuột. Và còn chưa kể đến là nhồi nhét các thứ quyền chính trị vào phim vô tội vạ, khiến The Marvel từ khởi đầu đã không được khán giả chờ đón mấy. Cuộc đình công tại Hollywood cũng khiến cho bộ phim bị ảnh hưởng nhiều, làm gián đoạn công tác quảng bá phim của các diễn viên. Và có một sự thật mà ít ai biết, đó là The Marvel phải quay lại khá nhiều phân cảnh. Nhưng lúc mà quyết định quay lại đó được đưa ra, đạo diễn Nia DaCosta lại đang ở London. Thế là cô ấy phải đạo diễn online. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu, đạo diễn online đấy. Với vô vàn khó khăn trước khi khởi chiếu như vậy, thì việc biến The Marvel thành một bộ phim hay là một kỳ tích. Và kỳ tích lần này, tiếc lại không xảy ra. Nhiều người có lẽ sẽ viết đơn xin lỗi Thor 2, Thor 4, Miss Marvel, She-Hulk và kể cả là Captain Marvel sau khi mà xem xong The Marvel, vì phim này có lẽ còn chưa thể ngang hàng so với những phim kể trên. Theo lời một ông nào đó trên mạng, ông bảo là không thể nào đọc MCU mà không đọc M và U. Cả đời tôi chưa nghe được câu nào lại chuẩn hơn thế. MCU và MU như là hai anh em cùng cha khác ông nội vậy, đều có quá khứ huy hoàng, nhuộm đỏ trời Âu, đều phải chật vật tìm lại ánh hào quang, đều đứng giữa ranh giới giữa Hero và Zero, lên voi xuống chó chớp nhoáng. Đầu phim xuống chó, cuối phim lên voi là chuyện quá bình thường. Đó mới chỉ là những câu chuyện bên lề The Marvel. Còn chi tiết về bộ phim có gì mà lại bị đánh giá thấp đến thế thì sẽ có ngay sau đây. Nhưng trước đó tôi sẽ dành một vài lời khen trước, vì chắc chắn là nó ngắn hơn nhiều so với phần bị chê rồi. Đây không phải déjà vu, nhưng chắc chắn các ông đã nghe đến câu nhận xét này khi nhắc đến The Marvel. Những chú mèo rất đáng yêu, ba chị trò chuyện rất vui, Park Seo-joon rất đẹp da, và after credit rất bùng nổ. Thế còn nội dung của phim đó? Diễn xuất đâu? Hành động các thứ đâu? Tưởng phải khen mấy cái đấy đầu tiên chứ, đúng không? Tuy nhiên xét trên phương diện một người rất thích phim siêu anh hùng và cũng khá dễ tính,
tôi vẫn tìm ra được những thứ đáng khen của bộ phim. Đầu tiên là về diễn xuất của Kamala Khan. Cô bé chính là ngôi sao hy vọng của cái phim này. Sự duyên dáng của cô bé là thứ níu tôi lại xem hết bộ phim. Và cả mẹ cô bé nữa. À ý thôi là diễn xuất của mẹ cô bé. 1 tiếng rưỡi thể hiện của Kamala trong phim này đã chuộc lại cho cô bé lượng tình cảm mà đáng ra Miss Marvel đã mang đến cho cô. Thứ hai là các cảnh hành động. Mang tiếng sức mạnh Super Saiyan các thứ dòng vào phim toàn đấm chay. Cái này tôi không phủ nhận. Nhưng tôi đánh giá cảnh hành động của Monica Rambeau và Kamala Khan khá cao. Được biên đạo và chuẩn bị kỹ lưỡng. VFX cũng hợp lý. Xem thấy khá là củ nghệ. Rất là sướng. Còn Captain Marvel thì rõ ràng là nhìn đánh đấm vẫn không so sánh được với Superman của Zack Snyder rồi. Và rõ ràng là bộ phim cũng không có ý định cho cô ấy làm thế. Ít nhiều thì CGI đã có phần cải thiện. 3 phần phim gần nhất là Quantum Mania, Vệ binh giải ngân hà và bây giờ là giờ Marvel. Đều có phần CGI cũng không đến nỗi nào, cũng không quá tệ. Nhiều phân cảnh thậm chí là tương đối tốt. Điểm khen cuối cùng của phim chắc chắn là mèo rất đáng yêu. Park Seo Joon đẹp dài. After credit bùng nổ. Và đó là tất cả những gì có thể khen được ở The Marvel. Còn lại thì hết cứu. Một cái kịch bản mà đến Thor Love and Thunder cũng phải giơ tay chịu thua. Mọi thứ tưởng chừng như rất dễ để giải quyết, nhưng cách xử lý của phim lại cực kỳ ối rồi ôi. Tôi khá chắc phần lớn khán giả khi ra khỏi rạp sẽ nói rằng là sao không làm thế từ đầu đi, xong mẹ rồi. Nhưng không, phim này họ không nghĩ thế. Họ có lối đi riêng. Chỉ có điều là họ không thành công thôi. Cái điều mà tệ nhất của cái phim này ấy, là có nhiều tình tiết diễn ra hết sức kỳ cục. Cái lúc mà hành tinh Thanax bị hủy diệt, người Skrull chạy toán loạn, vô số người đăng xuất. Và Carol Danvers không hề có một phân cảnh cảm thấy có lỗi nào. Thứ cô có là một người bạn tên Valkyrie, làm cò nhà, có chung cư cho thuê ở Tân Asgard. Skrull nào còn sống thì qua đó mà ở. Còn cô là cô hết trách nhiệm rồi á. Tiếp đến là hành tinh Alatna bị hủy diệt. Hoàng tử Yan do Park Seo Joon thủ vai có mối quan hệ khá tốt với Captain Marvel, nhưng đang đánh nhau cô bỏ đi luôn. Hành tinh đó bị hủy diệt, vẫn không ai thèm thương tiếc nó lấy một giây. Và 3 người hùng chỉ quan tâm vì sao Darben lại ghét Captain Marvel đến vậy. Nó bị vô cảm và hời hợt. Đó là những yếu tố không hề mang tính siêu anh hùng. Và nói nặng thì là còn thiếu cả nhân tính. Về các nhân vật trong phim thì Carol Danvers đã tốt hơn so với phần 1. Nhưng hầu hết thời lượng vẫn là bánh cu đơ. Phong cách chiến đấu của cô cũng bị thay đổi 180 độ. Trong Endgame chiến thế nào thì trong này yếu thế đấy. Một trong những Avengers mạnh nhất từng cân kèo với Thanos mà lại gặp khó khăn trong việc đánh bại một kẻ xấu có cái cán búa hơi dài quá mức. Thật sự là MCU cáp cái kèo này không khác gì cho Mike Tyson đấm nhau với ông Lord ở làng tôi. Và họ cũng không biết phải cân bằng sức mạnh như thế nào, nên họ sửa lỗi bằng một cốt truyện oằn tà lá vòn. Chỉ tiếc là ngày xưa người ta xuất bản 10 vạn câu hỏi vì sao quá sớm. Xem xong phim này hãng xuất bản thì số tập truyện phải tăng gấp đôi. Nick Fury thì có thể là một nhân vật phụ được, nhưng không thể là một nhân vật phụ cờ ring được. Tất cả những hình ảnh về Nick Fury trước kia, kể cả từ Avengers 1 cho đến Secret Invasion, Nick Fury trầm tĩnh, thông minh, toan tính đến mức nào. Vào The Marvel một phát, ông trở thành một ông trông trẻ, một bảo mẫu nuôi mèo không hơn không kém. Kiểu mọi thứ trong phim này bị ngớ ngẩn ấy. Tôi không biết phải dùng từ nào chuẩn hơn nên tôi cứ phải nói ngớ ngẩn suốt. Và tôi hoàn toàn có thể khẳng định là gạt cả Nick Fury khỏi cốt truyện cũng vẫn chả làm sao. Vì ông ở đây tung hứng tấu hề là chính. Xong đến Hoàng tử Yam, Park Seo Joon poster riêng rõ ngầu. Tin tức trước khi phim chiếu thì đóng ông này ông kia, siêu anh hùng mới các thứ. Vào phim thành luôn diễn viên của đoàn phim High School Musical, cống hiến một trong những phân cảnh cờ rinh nhất vũ trụ điện ảnh Marvel. Và sau đó anh biến mất, không bao giờ quay trở lại nữa. Hưởng dương đúng 2 phút rưỡi mà thậm chí là còn không có cái kết luôn. Tội nhất là bà phản diện Darben. Cô diễn viên đóng thì không có vấn đề gì đâu, nhưng tính cách nhân vật của cô trong phim thì đến chịu. Cô có một cái background cực tốt, giải cứu dân tộc, trả thù Captain Marvel, người đã gây ra sự tận diệt của hành tinh của người Kree. Đó là một tiền đề rất vững chắc để phát triển nhân vật. Cô có cả tư thủ lẫn động lực hy sinh vì dân tộc, nhưng tiền đi khám tai thì lại không. Monica nói Captain Marvel có thể thắp lại mặt trời cho Hala, coi như 2 hành tinh mà Darben phá được xí xóa. Khoan bản đến việc tại sao Avengers mạnh nhất lại không nghĩ đến việc đấy từ đầu. Darben vẫn quyết định bỏ ngoài tai. Và cuối cùng thì phim chỉ mất đi một nhân vật mà không ai thương tiếc. Cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề quả thực là rất hỏi chấm. Đến nỗi tôi nghe ra sự gượng gạo trong tiếng vỗ tay. Tiếp đến là các đoạn hội thoại. Nó nghe cứ bị khó chịu nào ấy. Đặc biệt là lúc Nick Fury hét lên Black Girl Magic. Tôi cười đúng từ lúc đấy đến hết phim. Chắc câu đó phải đi vào lịch sử điện ảnh. Ngoài những đoạn Kamala nói chuyện với gia đình mình ra, mọi câu thoại của phim có độ chỉn chu ngang với một vở kịch trường. Gượng, bất hợp lý, thiếu chemistry, quá trẻ con. Nhưng nhìn chung The Marvel là một bộ phim chấp vá quá nhiều. 250 triệu đô kinh phí tôi không biết là nó đã đi đâu cơ. Thà làm phim kiểu như người kiến Quantum Mania đi xem đỡ bực.
Chứ đến mức này thì thật sự Marvel nên cải tổ lại cái bộ máy cũng như là những bộ phim sắp tới luôn đi. Không là đến cả những fan trung thành nhất cũng phải quay lưng. Cái kiểu mà studio tin đồn làm phim ra chỉ để chờ tung hin này hin nọ, tiết lộ nhân vật này sắp xuất hiện, nhân vật kia sắp trở lại các thứ, chỉ để lôi kéo fan ra rạp xem một lần rồi thôi thì sớm cũng sẽ bị quay lưng mà thôi. Chẳng cần nói đâu xa, doanh thu của The Marvel là bằng chứng rõ nhất rồi đấy. Và tôi còn quại, tôi cần đi xem Chiến binh mùa đông để rửa mắt. Xin chào và hẹn gặp lại.